Xin chào mọi người. Hôm nay ba anh em mình đi biển đánh cá. Trời mưa phùn đường rất trơn, mọi người đều đi ủng để bảo vệ chân của mình. Khung cảnh ven biển có khác xa suy nghĩ của mọi người không? Bọn mình mang theo hai tay lưới, mỗi tay dài 150m và mang theo dụng cụ để đựng. Những năm gần đây mọi người nuôi tôm nhiều, mấy cái hố này do máy múc đào đắp tạo thành, xung quanh là những cây sú cây mắm và những cây nhỏ được trồng để chống sói mòn bờ ao. Đường đi khá là lún vì do đất bùn và cát tạo thành. Những cây nhỏ vừa được trồng ở bãi đất trống, trông khá là mong manh. Ngoài bùn và cát ra thì còn có đá, trên đá có khá nhiều ốc tai và những con hà. Ốc tai, mấy con này nhỏ quá. Dân quanh vùng vẫn thường đi bắt, mấy con to bị bắt hết, rồi còn lại mấy con này thôi. Muốn bắt được ốc to thì phải đi xa, nơi có ít người đến mới được. Như Xuân Thu ấy nha. Ông dẫn đi Đây là những cây mắm, có nhiều thế rất đẹp. Anh em mình tính đến mùa hè ra đây đào mấy cây về phơi khô để Tết trang trí hoa hè, đỡ một khoản tiền mua đào và quất. Đa số những cây này đều cao hơn đầu người, nhưng khi nước lên đều ngập qua hết. Bọn mình đi bộ hơn 15 phút mà đoạn đường vẫn còn rất xa. Ai mà đi lần đầu chắc không dám đi lần thứ hai, nơi đòi hỏi sự kiên trì và dẻo dai. Phía trên là một ao tôm khổng lồ. Nó được đắp cách đây khoảng 20 năm về trước. Khi đó quanh đây đều là rừng ven biển ngập mặn. Người ta bắt đầu đắp ao nuôi tôm, tạo thành trào lưu như bây giờ. Bên trong ao tôm siêu to khổng lồ này sẽ được chia thành những chiếc ao bé hơn để tiện cho việc chăm sóc và đánh bắt. Bên ngoài bờ ao là khu rừng ngập mặn bọn mình vừa đi qua. Nó bao quanh hệ thống bờ đê ven biển nên rất dài và rất rộng. Đi khoảng 10 phút trên bờ ao thì rẽ xuống dưới, lại tiếp tục đi vào khu rừng ngập mặn. Đây là một cây sú, bên trên có rất nhiều con hà bấm vào. Nó có cạnh rất sắc bén, tay chân lóng ngóng chạm vào rất có thể bị rách. Đi thêm 10 phút bọn mình đã ra khỏi rừng ngập mặn và đến một bãi cát. Bãi cát này không giống như khu du lịch đâu nhé. Bên trên nó là những con ốc nhỏ, những vỏ con hà và những con có cạnh sắc. Đó là lý do những người đi biển phải đeo đồ bảo hộ. Mọi người nhìn nè, nếu đi trên đất mà dẫm lên nó thì không biết có bị thương không nhỉ? Bọn mình bắt gặp một hòn đá ở bên dưới, có thể rất có một con cá khé. Cá khé là một loại cua thường sống trong hang dưới hòn đá, trong những bãi bùn và lạch nước. Không có con gì mọi người ạ. Bọn mình lại tiếp tục di chuyển. Lại thêm một bãi đá trên đó, có rất nhiều con hà bám. Nếu đi qua đó mà không đeo đồ bảo hộ rất có thể làm cho chân chúng ta bị thương. Bọn mình lại bắt gặp một lỗ rất đẹp, trong đó rất có thể có cá bống hoặc là con bề bề. Ở chỗ mình gọi là con bề bề, nhưng ở một số nơi khác gọi là con tôm tốp, tôm tít hoặc con tôm thuyền. Muốn bắt con trong lỗ chỉ việc dùng chân nhét bùn vào rồi ấn, bùn sẽ đẩy con vật bên trong ra ngoài. Hết rồi, vừa nãy đang nói gì vậy? Hết rồi, lợi điền. Đất ra ngoài rồi mọi người ạ. Bên trong không có con gì hết, bọn mình lại tiếp tục di chuyển. Bọn mình đi qua một cái lạch nước, chỗ này khá sâu nên có lúc đi nước ngập qua thắt lưng. Hôm nay trời khá lạnh, bọn mình lội được một đoạn thì chân bắt đầu tê cóng. Lạch nước chính là dòng chảy chính của biển. Nó thường nối với các cửa cống ở bờ đê ngăn biển với đất liền. Có những vạch rất sâu và dòng chảy rất mạnh. Những ai mà lần đầu đi biển tốt nhất đừng nên đi qua những chỗ như này và chỉ nên đi theo những người có kinh nghiệm.
đến một bãi biển trống và khá là tĩnh lặng nên bọn mình đã giải lưới. Mình muốn đi theo để quay những thước phim chân thật nhất, nhưng em mình đã không cho đi vì đoạn ngoài mới là lạch chính nên khá là sâu. Gần 10 năm rồi mình chưa đi ra biển nên mình cũng không dám theo. Đây là khung cảnh của biển, khi nước cạn không biết khi nước lên thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Em mình bắt đầu thu lưới rồi mọi người ạ. Hôm nay biển nước trong tĩnh lặng quá nên không có cá. Tay lưới này dài 150m mà dính có đúng một con. Đi biển bãi cũng tùy từng hôm, có hôm trả được con nào, nhưng cũng có hôm thả một lần lưới là về gỡ cá không kịp. Hôm nay vận may không mỉm cười với ba anh em chúng mình rồi mọi người ạ. Cá đã không có trời thì âm u mưa phùn nên hôm nay biển có rất nhiều con dĩnh, nó bâu vào người đốt rất là ngứa. Thả lưới ở biển chỉ đơn giản như vậy, hôm nay trời rất lạnh lại âm u, mẻ lưới đầu tiên không được cá thật là buồn quá đi mà. Đây là con cá ria, nó có gai rất nhọn, nếu bị đâm sẽ rất đau và bị nổi hạch ở nách hoặc bẹn. Anh em mình quay lại cái lạch lúc trước bọn mình lội qua để thả lưới. Ở đây có rất nhiều đá ngầm, là nơi trú ngụ của rất nhiều loài cá. Thả lưới ở đây rất có thể có thu hoạch. Thằng em kia cũng không khá hơn, cả tay lưới cũng không dính con cá nào. Mọi người nhìn thấy mấy hòn đá kia không? Trên đá có rất nhiều con hà bám vào, những ai đi biển mà chưa từng bị hà cắt một lần trước. Ở đây cũng không khác gì ở dưới, không có cá. Sao cái vũ ở cạnh cái ao có cái vũ đấy, không có đôi phết. Không sao, cái đấy lúc chân thì làm sao ấy. Nó kích cái sao ấy đầy đất chân rồi. Cái vũ cái sâu của mẹ ấy. Được mấy con? Được 2 con. Thôi đi đưa lại tao em ở lên trên giải đi. Lại là nhà ướt rồi, đi lên cái thùng sâu kia giải chứ còn gì nữa. Đâu đánh giờ không có đâu, đánh cái thùng cũng ngon. Tìm gì? Từ nãy giờ không gỡ. À. Đây cầm một con. Đấy đấy, bé đấy. Đối đi sẽ đúng một con. Đi mẹ tối nay tao mang lưới xuống dưới cái đá, xuống cầu đá. Xuống cầu đi. Đây là cá đối, thường đi theo đàn thịt rất mềm và thơm ngon. Thả lưới cá này sẽ dính nhiều nhất. Đây à. Ấy có phải cái này không? Phải. Giờ tối nay mang xuống tới cầu đá ngâm đi. Đi biển rồi đánh không được cá đâu. Mua lưới khác rồi. Đi biển rồi mua một lưới khác. Chú, mẹ gỡ con đấy ra nhẹ ảnh nữa. Yeah. Hôm nay không về nhà ngủ đâu nhỉ? Hôm nay đi nhà ngủ đâu nhá. Cái gì nhận sớm. Anh em mình lại tiếp tục di chuyển, dự tính sẽ đến mấy cái hố sâu do máy múc lúc đắp cái ao to khổng lồ tạo nên để đánh cá. Bọn mình đang đứng ở dưới chân một hòn đảo nhỏ. Ngày xưa đây là đảo nguyên sinh, trên đó có rất nhiều cây cối và các loài chim trú ngụ như cò, vạc, chuột, sóc, tổ ong và các loài vật khác. Nhưng giờ nó đã bị con người đốt để trồng cây keo.
dưới chân là những cành cây trôi giạt từ ngoài biển vào, rất nhiều. Ngoài những cành cây khô, còn có những vỏ nhựa, vỏ lon và rác thải của con người. Đã đến hố sâu, bọn mình bắt đầu thả lưới. Vì rất sâu nên phải cởi áo tí mặc lại cho đỡ lạnh. Chín đéo chín quá. Đi đến mùa đâu? Già lắm rồi mà chưa chín. Quả là 9 tháng 4, tháng 5 à? Hay tháng 3? Hố sâu này bé con, nhưng nghe nói mấy người thả lưới ở đây được rất nhiều, nên hôm nay bọn mình cũng thả hy vọng kiếm được chút xíu. Khi nước cạn mấy hố sâu này, nằm cách xa lạch nước chảy, khi thủy triều lên nước sẽ ngập qua hết, đàn cá sẽ theo đó mà bơi vào. Con này có con cua là con gì à, con này ấy. Chắc chắn có. Con đá mới ra đây. Đắp đá xuống nước để làm động, cá theo đó đang nằm im thì bơi vào lưới. Cách này khá là hiệu quả khi thả lưới ở đầm sâu và tĩnh. Bọn ngoài trông như sơn tinh đắp đá. Lưới đâu em nhẹ vào nhỉ? Lưới như đoạn này sao? Đây, nhìn thế mà. Ây, bắn đây con to đục lên đây. Ui, tay to luôn này. Cục trường tao đang làm đánh đây cũng có được rồi. Chưa nhiều ông có ấy rồi ạ, chưa ý thôi. Ai con đấy cả đó. Cầm cái lưới cuốn mà nhấc được lên, nhấc lên rơi ngay cái lưới này. Con áo là nhìn không biết gì nữa. Đó, ui dồi ôi. Chưa có con. Để mang cái lưới luôn đi. Mày ta thui trong gỡ đi nào. Rồi. Thế thôi. Ý ừ, có con có hỏi đi gì? Ừ, có thế. Ai hay kinh ngạc. Chụp con. Ấy, lại có con kia nữa. Ý. Hai con đây ra mẹ mất con rồi. Cái gì? Cái ớt à? Ớt. Cái cá cháp. Này vào tầm 2 cân thì đẹp. 3 con thật đi. Cái con mua mới vào. Có phết. Thôi đủ ăn rồi về. Chật. Đặt thẳng cái lưới cho mà gỡ dễ. Dạ, cái này xé cũng tự tin. Lấy về trong bin chơi à? Lấy về cho chiêu ông nội mình tí. Hay đấy, còn đấy. Anh em mình lại tiếp tục di chuyển lên bờ ao khổng lồ. Đường ở phía này rất là khó đi,
cây cỏ tranh mọc lên rậm rạp qua đầu người, không thể nhìn thấy người đi trước cách một đoạn. Bọn mình qua bên này bờ ao, bắt đầu thả lưới. Lạch nước bên này cũng rất trong và tĩnh lặng, cảm giác không khác gì hai lần thả lưới trước. Mặc dù rất là nghi ngờ không có cá, nhưng đã ra đến biển thì vẫn ôm hy vọng mẻ lưới này bắt được thêm vài con. Ở trên này bắt đầu thu lưới, kết quả không có gì bất ngờ, lưới vẫn không dính con cá nào. Bên dưới cũng đã bắt đầu thu lưới, hy vọng rất là mong manh. Trên lưới chỉ dính rác, ngoài ra chả có con cá nào, ngày hôm nay đánh cá không được như mong muốn. Thằng em mình bị con cá khé cắp mọi người à, thấy nó rên rỉ chắc là khá đau đấy. Tưởng con to lắm, ai dè bằng ngón chân cái. Mình cũng đã từng bị nó cắp vài lần, khá là đau đấy. Người con sao nó thả? Hai tay đi. Bọn mình tính lên mấy cái hố sâu gần bờ để thả vài tay lưới nữa. Nếu còn không được thì đi về luôn. Chỗ đó gần đoạn đường lúc đầu bọn mình đi. Từ đây về là một đoạn đường dài. Bọn mình lại men theo chân bờ ao siêu to khổng lồ để đi. Đi ở dưới này rất là lún và mệt mỏi. Sau khoảng một thời gian đi bộ, bọn mình đã đến nơi. Ở đây có nhiều hố sâu nối liền nhau nên bọn mình thả lưới cũng rất là dị. Bọn mình đứng trên bờ nhà lưới sau đó thả xuống nước, vừa nhanh lại vừa nhàn. Thả mẻ lưới này không bắt được cá nữa thì bọn mình quyết định về nhà luôn. Thả một lần 3-4 hố sâu cho hết tay lưới. Mình một dưới nhá. Giả thử phát xem. Giải lưới ở trên cạn luôn, vì mấy cái hố này nó nằm sát nhau. Đây sang đây để tao giải phát xuống kia, xong rồi cứ sang ao, xong rồi. À, có con dính ở lưới đây. Kia đây có con này đầu lưới bị dính kìa. Đấy cá nhập. Ý, ừ đúng thật, đóng rồi, đóng rồi. Sang xuống anh lý đi, sang sang anh lý. Kia xí đâu có. Thả xuống. Đánh phát sang kia xong lại kéo phát sang bên này nữa nha. Lấy 150 mét rồi nhá. Không quay được cái này. Đi ra cái góc kia xong rồi quay lại như vừa nãy. Thả nhá. Được. 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 Cái đuôi đéo phải không ấy, đéo với cái đóng phải em xì đây đóng nó tôi lấy chính xác đóng gì đi đừng méo kéo nó tiến đây kéo nó
Dính rồi. Đeo biết vào thì chưa còn thấy. Nó thấy cái lưới động động đây mà. Đây đây dính con này. Nổi cá lên. Không ngờ mấy hố này lại có khá nhiều cá, chủ yếu là cá đối. Mọi người cùng xem bọn mình gỡ cá và thả lưới nhé. Được mấy con cái kia to được. Sâu kia được mấy con đúng này. Được có con kia đây. Con gấp à? Con cá bóng từ đầu sao? Đó là con nào đấy? Cái việc điều gặm gì vậy? Chả được miếng. Đấy không chả. Để có con. Ê, thì lại lưng sọt mẹ ăn đâu nữa. Được, mấy mốt con. Những này được con vợt những này. Chín, vợt đây ta vứt. Hàng ấy, dấu, nhỏ, đúng rồi đấy. Cá to thế. Con, hai con. Sắp toàn cá không nhỉ, cái nhỉ? Ôi, còn phải hết. Nói cho nó vượt chỉ tiêu đi. Chứ mà được hai mấy con thì sẽ được đấy. À, một mà gì nữa. Quá đỉnh. Cấp ấy, đánh lưới đẳng cấp ấy. Ít nhỉ, còn vũng dưới kia xuống để nốt đi. Nốt hai vũng. Hai vũng à. Ừ, cái vũng ở đầu đầu vẫn chảy chảy có khi cá đối nó hay ở. Đây, hai đứa này ta sách thùng. Còn hết. Sách cái quả dưới đây. Sách ở đâu? Ừ, cái đứa hết đứa chưa? Đứa là hình. Ba con. Hai con. Ba con. Có nhiêu có hai con? Ừ. Bốn con. Con. Có thể là năm con. Đấy, đúng là một con thật kia rồi. Ừ, thôi. Ừ, 5 con. Lấy nha, lấy 5 con thôi. Năm con còn thôi á, chứ cũng đều đều này, 5 con còn thôi thôi. Cái vùng... Vùng ta đứng đầu tiên đẹp thế mới đó con này nhỉ? Được 3 con đều để. À, con, phải em. Một con nó có con bây giờ. Nha. Cái này lấy 5 con nó nhiều không lấy đâu. Cái này đó có cà vịt cà rực. Ai biết được cái máy nó vào nó đéo rực nó vào nó nằm im nó dãy. Thôi con nào chắc chết cũng dãy đúng không? Mượt đây. Chả được miếng. Con cá sơn để một gắp nha. Ê, con cá sơn thì... Giờ không thấy ai lấy cá sơn nha, con cá sơn nha. Ở đây con đấy có cái máy xay xay. Biệt mẹ nữa thật cứ lại đấy ra lấy chả của ông ra ngoài đầu kia con mấy phát thì về lấy cá con là đi con cống lương con phát thì đây đi cống lương nặng con lấy to phết. Ừ, cho nên nó hay hay con nhiều hôm năm nó kích rồi. Nó kích ở ngoài rất nông nông rồi. Không muốn cho sâu nó không vào được. Chí rồi, đấy cái thùng này thôi. Nó có con đéo gì vào đây, ẩn vần núp đây này. Có cái con gì nó vần núp đây, núp được ngò ấy. Dài cũng được cái gì cho tay lý ra đây cầm đây. Ừ. Thôi hả à.
bán này. Đây, chúng mình có thằng vứt lưới đây, đây. Đấy, con đó. Nhai nó cứ miếng miếng mà nó phi đi. Phi bớt đi. Ôi trời. Thằng thì được con này đấy tưởng á. Cái gì à? Cái gì à? Đúng tuyệt vời ấy. Tôi chụp con này cũng được. Mà đéo thì con cá đéo cái đất xí ấy. Ủa mà đéo có dìa hoa nhỉ? Ô anh dìa thì được đấy, đi chụp con này. Ít về mổ vẫn thấy cái lưới mắc ở trong. Đừng nấu canh rồi vẫn còn dính. Chẳng còn. Thế dọn ra rồi vẫn dính nhỉ? À, nó rắc răng nhỉ. Ui. Mày bị lừa được mấy con cá rồi. Mày đó, đó có cá. Lên lên trên kia là phát hai phát nữa. Cái bằng này nó được nhỉ? Bằng này nhiều quá. Đây. Bên kia đây. Cuối đây. Nay là một con. Về bố đi. Một thì con. Sao giờ đây còn không em? Mày đứng ở đây mày. Mày đứng ở đây mày ngoài cái đá. Cái đêm kia. Con này ngu nhỉ? Đi ngay bờ. Cứt nhà nó đấy, dính đấy. Con kia đã thấy giật rồi. Mặc đéo đi được, đéo đéo có về. Không về, không về. Bò phết. Kìa có con kia. Con này lưới rồi giật cái đây. Con này đúng rồi, đây. Chỗ này phân này phải được 5 con. Sao đánh lưới kiểu này nhá? Đứng ra ngoài, ra ngoài mình đéo. Thả. Chưa, mẹ này được kiếm 5 con nước này. Đấy. Bốn năm con, bốn năm con, tất cả. Nó ngon đẹp vậy nha. Kia con đen đen kia phải không ạ? Ui, nặng thật. Con cá đi thật đây. Thì con cá mà. Nhưng mà con đánh nặng thật. Mẹ nó dính ở cái cục đất sao nó nặng. Con này kéo khỏe thật đấy. Yêu, đi rồi. Cái âm đéo để đâu dẫn đường này. Đấy, đi theo cái mép ao xong. Đánh to.
Hai con. Ba, bốn con, năm con, bốn con. Bốn con rồi. Nhưng vậy nhỉ? Sao thằng bốn con? Năm con chứ, còn một con ở đây. Ừ, con này sắp rơi luôn. Người bà con phết đấy, con này rơi. Ui, mất cả cái lưới. Nhé cả cái lưới. Chị tiến. Tức cái con mất. Con là cái chắc rồi. Ừ. Đây là con thấy cái thằng con. Đã thấy 5 con rồi. Còn đang có đến 6 con, 7 con. À, đừng lấy ra cái đánh bị đâu đâu ấy. Ra mẹ đi. Đứng đi, đứng đây còn ra đi. Đây, con mới to ra mẹ đi. Thế thôi. Như kia có con hay sao nhỉ? Có con đấy mà, thì tôi bảo tôi thấy. Con nước cự. Con này, con nước đẹp đấy nha. Con nước to hay, đúng rồi. Đây nó. Sao nhá. Kém ra đây giải nhé chẳng được nha. Nước kém ra đây kém đánh ở cái bãi này đánh sướng ấy. Còn đối to. Mày như kiểu dáng người ta. Cái mòi. Cái gì xí, cái gì. Cái to chứ. Tắm rửa sạch tí làm cái em mới lợi tắm vừa. Ừ. Cũng được to đấy. Chưa con nữa kìa. Ờ. Ừ. Ừ, con ông. Không có một con ở ngoài chứ nữa mà. Con bé đây, kia đây, con tắm kia đây. Đối ra. Ót. Ừ, kia cái đàn kìa. Đúng là cua phải không? Đúng rồi. Đúng là cua rồi. Đi cái mượt thế này đi đâu đánh nhỉ? Sao đâu cũng đánh là lấy buộn. Đàn kìa. Cũng 5 con kìa. Dưới còn 2 con nữa nhá. 4 con này. Có lỗ tiêu đi. Tên Ngọc Trinh. Chúng còn kia kìa, ôi lời. Dưới vẫn còn 2 con đó kìa. Nhiều phết nhỉ. Ô đi vậy đi ra người ta đá đánh rồi đấy. Ừ, đi. Để lý về trước về nha. Để lý chở một bộ lưới về đi. Thả lưới ở mấy hố này cũng được khá nhiều. Bọn mình thả thêm một mẻ lưới nữa thì cũng về luôn. Tạm biệt anh em nhé. Về. Đây là cá rô phi ở mẻ lưới sau cùng. Không ngờ mẻ cuối lại được nhiều như vậy. Hôm nay thu hoạch cũng khá, được khoảng 1 kg cá rô phi và 2 kg cá đối. Cá ở mẻ lưới cuối thường về nhà mới gỡ. Gỡ xong thì tiến hành đánh vẩy và đem đi nấu. Không. Cái nào mà cái đông mới đi biển. Biển nó đi tầm 10 nữa thì đẹp nha. 10 nữa thì đẹp. Đeo cả cá. Cá phải có phi đây. Đó đánh ở ngay cái ao của cái ao của cái ông ở ngay cạnh ao tên lợi cuốn ở ngoài biển à. Có đánh ở ngoài đấy mà. Cá nước mặn mà. Dạy cho con bạn cho cú đi theo phải quay mới đúng. Ừ, đi. Đi đâu sao là cái đá thôi. Mẹ. Biết kêu ông thì rát lắm rồi đi về thôi. Con đông mới đi biển á. Giờ cần phải chạm phải đâu. Đấy. Đấy. Chạm á. Chạm chạm. Chỉ là con không có đối đẹp à. Con làm gì. Rắn. Con to mới đủ mồm tiên ạ.
Du Phi thì rán giòn còn cá đối, thì ăn lẩu. Vừa lúc đói mệt nghĩ đến ăn mà đã thèm. Đi rau thế đấy. Lúc nào không mở đâu, mới sáng nay mới mở. Mở thế thôi được. Nước đấy với nước đấy thì khác với nhau. Lấy cá đối về Tiến ơi. Không ăn đâu. Ê, bảo là đi lấy thêm rau nữa đi. Nhiều thì tí nhà có dân nữa hai người. Thì thằng Hải, thằng Nam. Cá chế biến xong, mời tất cả mọi người ăn cùng mình nhé. Ở đây bọn mình có món lẩu cá đối và món rô phi rán giòn cuốn lá lốt. Chuẩn luôn. Có một nồi lẩu đơn giản, gọi thêm mấy anh em, uống vài chén rượu, cuộc sống như thế là trọn vẹn. Cần gì cao lương mỹ vị, ở nông thôn nếu muốn kiếm đồ nhắm thì rất đơn giản. Chỉ cần chịu khó một chút thôi là có bữa ăn cho cả gia đình rồi. Video mình xin kết thúc tại đây. Nếu mọi người thích video thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Video còn nhiều thiếu sót, mọi người cho mình xin những ý kiến đóng góp để những video sau có thể hoàn thiện hơn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả và thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Đi biển chưa về. Đi hai cái lăng nước dần dần này. Không phải trước không không ấy anh kéo cái gì nữa đây. Nó tròn rồi. Chơi ớt. Chơi ớt. Chơi ớt. Ngon không? Ngon lắm. Thả Tiến ngon không? Thôi đi đâu rồi. Tay Phương có một số 188 mà. Ừ, có một số của nó này. Chào bể thôi, được khu cam. Nó có nhà bây giờ nó. Tiến có cá rồi. Gì có nhà. Hả? Số Tay Phương tập có đi rồi. Uống rượu không? Vô. Cá tươi ngọt phết. Đã không được. Không phải rồi, ăn mà. Đâm liêm hay là gì rồi? Bắt cầm tới khi thấy không? Mai gặp cái sờ sút cho ông ấy cái rồi. À, thì bò Kobe đó, thì hơi lâu rồi, ướt lạnh à. Nó không được ghê, ghê lắm. Đấy, có thấy con chín nó xong rồi thả tiếp.
Cảm ơn. Không đi đâu ạ? Chỉ đi xem bóng rồi. Biết ở chỗ nào với chỗ nào, chỗ nào không, nó dài mẹ mấy cây số đi, nó phải là mẹ một đoạn thôi mà. Mấy cây số với cả anh, nó nhiều mạch chứ không phải là một mạch đúng không? Chỉ có người bọn vận tải. À thế đấy đi, bọn tao đi bộ từ trên miệng dưới đi bộ xuống, bắt đầu đi xuống lên chỗ làm nó mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi, thì mày biết rồi. Mày đi bộ 1 tiếng đồng hồ mày biết là đi được bao nhiêu cây không? Mẹ đi bộ ấy. Thiếu bọn vận tải, nói tàu điện nó đưa vào.